Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cả nước ngày càng được quan tâm và tạo mọi điều kiện để các cá nhân đơn vị tham gia khởi nghiệp có những định hướng đúng đắn và hiệu quả. Việc kết nối đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp startup cũng là một trong những hoạt động hỗ trợ mà Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai trong thời gian vừa qua. Theo đó, hoạt động kết nối đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp được tổ chức với mục đích kết nối đối tác thương mại, các nhà mua hàng trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút vốn đầu tư cho các dự án, doanh nghiệp có sản phẩm truyền thông địa phương. Nhiều phiên trao đổi chuyên môn và gian hàng kết nối trưng bày sản phẩm đã được bố trí. Hội nghị kết nối đầu tư và doanh nghiệp lần này, chúng tôi tập trung vào cái mục đích đó là thúc đẩy các cái kết nối đầu tư cũng như là thúc đẩy về cái kết nối thương mại dành cho các cái doanh nghiệp. Và trong cái hội nghị này thì chúng tôi lồng ghép các cái nội dung liên quan đến ra mắt một cái hội chợ ảo về nông sản nhắm đến cái thị trường người mua hàng là châu Âu. Đồng thời với đó, trong hội nghị chúng tôi triển khai các cái hoạt động báo cáo về chuyên môn để nhằm nâng cao cái kỹ năng và nhận thức cho doanh nghiệp liên quan đến câu chuyện thúc đẩy cái đầu ra cũng như là các cái hợp tác với các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư quốc tế. Huế Pitching là chương trình gọi vốn đầu tư liên tục dành cho các nhóm dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế triển khai. Với các phiên trao đổi và chia sẻ về xu hướng mua hàng và đầu tư trong nước cũng như quốc tế, các chuyên gia đã cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức và thông tin cơ bản cho quá trình thúc đẩy, triển khai và mở rộng mô hình kinh doanh. Song song với đó, chương trình đã tổ chức hoạt động gọi vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại phiên gọi vốn tháng 12 vừa qua, đã có 5 doanh nghiệp và dự án tham gia gọi vốn thuộc các lĩnh vực về công nghệ thông tin, du lịch, công nghệ vi sinh, thiết kế xây dựng và hóa mỹ phẩm. Chương trình đã tạo ra một cái sân chơi lớn như thế này để cho các doanh nghiệp có cơ hội được thể hiện và có thể là giới thiệu được cái sản phẩm cũng như định vị được cái sản phẩm thương hiệu của công ty và được các cái nhà đầu tư hỗ trợ để có thể là kết nối để khiến cho cái dự án có thể lan tỏa đến được tất cả những người hơn. Sau cái hội nghị này, chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề đó là quay trở lại câu chuyện chúng tôi phải đào tạo, phải tập huấn, phải có một cái lộ trình ươm tạo nó bài bản hơn dành cho các cái doanh nghiệp khi mà chúng tôi muốn triển khai các cái hoạt động liên quan đến thúc đẩy về đầu tư cũng như là thương mại. Và đặc biệt là nếu mà khi chúng tôi tổ chức những hội nghị này thì các cái doanh nghiệp bên ngoài, có nghĩa là doanh nghiệp mà không tham gia cái ươm tạo của chúng tôi thì cũng cần có một cái lộ trình nó bài bản hơn khi họ bắt đầu tiếp cận với chương trình. Thì những đó là những một số cái điểm mà chúng tôi nghĩ là nó cần thiết, nó phục vụ cho chúng tôi sau này trong cái công tác chuyên môn liên quan đến các cái hoạt động matching giữa nhà đầu tư cũng như là thúc đẩy cái thị trường đầu ra, đặc biệt là các thị trường đầu ra quốc tế dành cho cái sản phẩm nông sản, cái sản phẩm cụ thể của địa phương. Từ năm 2021 đến nay, phiên gọi vốn đầu tư dành cho doanh nghiệp Huế Pitching đã kết nối được nguồn vốn hơn 4,4 tỷ đồng từ các quỹ và cá nhân để đầu tư cho 5 dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cũng trong khuôn khổ hội nghị kết nối đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp, Hội chợ Nông sản Việt Nam kết nối toàn cầu 2023 do Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Oxfam tại Việt Nam cũng đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà mua hàng với hơn 10.000 lượt khách trực tiếp và trực tuyến qua các kênh, hơn 80 gian hàng từ các doanh nghiệp ngành nông sản Việt Nam. Việc tham gia hội chợ nông sản sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông qua hội chợ thì mình rất mong muốn được nhiều khách hàng biết tới thương hiệu Búp Sen thông qua đường link và comment sản phẩm và các cái tư vấn cần thiết để nguồn khách hàng khi sử dụng viên nhãn sạch và các cái sản phẩm liên quan tới nông sản bên chỗ công ty Búp Sen. Hội chợ Nông sản Việt Nam kết nối toàn cầu 2023 quảng bá các mặt hàng nông sản đặc sắc của hơn 80 doanh nghiệp nông sản Việt Nam và kết nối các doanh nghiệp trong nước với các nhà mua hàng quốc tế. Hội chợ có sự tham gia của đông đảo nhà mua hàng từ châu Âu và các thị trường lớn khác thông qua mạng lưới các hiệp hội thương mại, cơ quan xúc tiến thương mại và các hiệp hội nhà mua hàng quốc tế.